Còn một ngày nữa, nghi lễ quốc tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mới được tổ chức, nhưng quốc tang trong lòng người dân đã bắt đầu từ thời khắc nhận tin Tổng Bí Thư từ trần. Những ngày qua, nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã lặng lẽ thực hiện nghi thức treo cờ rủ, thể hiện lòng tiếc thương vô hạn và tri ân công lao to lớn với nhà lãnh đạo đáng kính của đất nước. Cùng với cả nước, những ngày qua, Chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều tòa nhà, cơ quan doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt thực hiện treo cờ rủ. Nhiều nhà hàng khách sạn ở quận nhất cũng thực hiện nghi thức này. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo lễ giếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hình thức quốc tang đến các tổ chức cá nhân sinh sống làm việc trên địa bàn và khu vực phía Nam. Cụ thể, lễ giếng từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7. Sau đó lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7. Địa điểm tổ chức lễ giếng và lễ truy điệu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại hội trường thống nhất ở số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận Nhất. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan đơn vị xí nghiệp, trường học, bệnh viện các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn treo cờ tổ quốc theo nghi thức cờ rủ, có giải băng tan màu đen, ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng trong hai ngày quốc tang.